Sau đây, Patri sẽ gửi tới quý vị những thông tin mới nhất về thị trường chứng khoán trong nước và thế giới ngày 21 tháng 2. Hôm nay thì thị trường Mỹ đã đóng cửa nghỉ lễ ngày President Day, trong khi đó thì các thị trường chứng khoán chủ chốt của châu Âu lặng sóng trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 20 tháng 2 sau khi ghi nhận mức cao kỷ lục tại thị trường London và Paris vào tuần trước, khi các nhà đầu tư đã đặt cược vào triển vọng một nền kinh tế sáng sủa hơn bất chấp rủi ro suy thoái kéo dài do lạm phát gây ra. Chốt phiên ngày 20 tháng 2 thì chỉ số FTSE 100 của London đã tăng 0,1% lên mức 8.014,31 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris đã giảm 0,2% xuống mức 7.335,61 điểm. Các nhà đầu tư đang chờ đợi biên bản từ cuộc họp chính sách mới đây nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed để tìm ra manh mối về quy mô của các đợt tăng lãi suất tiếp theo của nước này. Một số thành viên Fed cho biết họ vẫn sẵn sàng tăng lãi suất 0,5% tại cuộc họp tiếp theo để tiếp tục chế ngự lạm phát, vốn vẫn tăng cao trên toàn thế giới. Trong khi đó, thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã bắt đầu cho thấy sự suy yếu, mặc dù có phiên tăng điểm rất mạnh vào ngày hôm qua. Sự tích cực và bứt phá của ngày hôm qua được kéo dài tới đầu phiên sáng ngày hôm nay, khi VN-Index mở cửa trong đà tăng và hướng về vùng điểm 1.100. Tuy nhiên, thì suốt cả phiên sáng thị trường lại tỏ ra thận trọng khi giằng co mạnh trên tham chiếu. Sang đến phiên chiều thì VN Index tiếp tục giằng co trước khi giảm mạnh vào gần cuối phiên. Dầu khí và bán lẻ là các nhóm tích cực nhất thị trường trong ngày hôm nay với sự đóng góp chủ yếu đến từ PLX tăng 3% hay là DGW tăng 2,5%. Ngoài ra thì còn một vài cổ phiếu trụ khác đã giữ được sắc xanh trong phiên ngày hôm nay, có thể kể đến như là Novaland hay là HDB tăng 1,1%. Còn lại thì hầu như các cổ phiếu đều chìm trong sắc đỏ. Thanh khoản thị trường có sự tăng nhẹ so với phiên ngày hôm qua. Khối ngoại vẫn tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với tổng giá trị ngày hôm nay là hơn 50 tỷ, chủ yếu bán ròng DXG 45 tỷ, DBM 35 tỷ, VND 26 tỷ và DCM 20 tỷ. Đối với các thông tin đáng chú ý trong nước thì các nhà đầu tư hẳn đang rất quan tâm đến việc lãi suất các ngân hàng đồng loạt giảm. Cụ thể thì Techcombank tiếp tục giảm mạnh lãi suất kể từ ngày 18 tháng 2. Ở kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng đối với khách hàng VIP 1, lãi suất cao nhất giảm từ 9,2% xuống còn 8,7%, tương đương với mức giảm 0,5%. Ở kỳ hạn 6 tháng thì lãi suất giảm từ 9% xuống 8,7%, tương đương với mức giảm 0,3%. Tương tự thì từ ngày 14 tháng 2, Sacombank cũng giảm mạnh lãi suất huy động ở các kỳ hạn dài. Cụ thể là ở kỳ hạn 24 tháng, lãi suất giảm từ 9,25% xuống 8,8%. Ở kỳ hạn 12 tháng, lãi từ 8,9% xuống còn 8,6%. Ở kỳ hạn 6 tháng, lãi từ 8,5% giảm xuống còn 8,2%. Đi ngược lại với xu hướng giảm chung của lãi suất thì SHB tăng nhẹ lãi suất kể từ ngày 14 tháng 2. Theo đó, đối với tiền gửi online, lãi suất tăng lên từ 8,12% lên 8,42%. Ở kỳ hạn 24 tháng thì lãi suất tăng từ 8,52% lên 8,82%. Lãi suất cao nhất thị trường hiện nay là 9,5%. Mức lãi suất này hiện đang được áp dụng cho kỳ hạn ngắn là 6 tháng tại SCB và PVcombank và hoặc kỳ hạn dài là 12 tháng và 24 tháng ở một số các ngân hàng như là Bảo Việt Bank, SCB, PVcombank, Đông Á Bank, Việt Á Bank, MSB hay là Bắc Á Bank. Đáng nói thì việc các ngân hàng liên tục giảm lãi suất huy động từ đầu năm đến nay là tiền đề quan trọng cho việc giảm lãi suất cho vay. Trong tuần qua thì hàng loạt các ngân hàng như là Agribank, Techcombank, Vietinbank, Sacombank, MB Bank đã công bố chương trình giảm lãi suất các gói tín dụng ưu đãi với mức lãi suất thấp hơn khoảng 1-3% một năm. Đặc biệt thì Agribank còn thông báo giảm lãi suất tối đa là 3% một năm cho các dư nợ vay kinh doanh bất động sản tại thời điểm 31 tháng 1 năm 2023 đang gặp khó khăn. Bên cạnh đó thì một thông tin mới nhất đó là sáng ngày 21 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Các nội dung trên đã ngày càng nặng nề khi tổng vốn kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2023 là gần 711,7 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 130 nghìn tỷ đồng so với năm 2022. Với khối lượng vốn đầu tư công lớn hơn, yêu cầu cao hơn, Thủ tướng nêu rõ mục tiêu phải giải ngân đạt ít nhất là 95% trong tổng số hơn 711.000 tỷ đồng, tương đương với mức là 675.450 tỷ đồng vốn đầu tư công trong năm 2023. Chuyển sang phần tin tức thế giới thì hôm nay có một thông tin rất đáng chú ý, đó là Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ thí điểm tiền kỹ thuật số bắt đầu từ tháng 4 tới đây. Cụ thể là Nhật Bản cũng đang gia nhập vào danh sách các quốc gia khám phá khả năng áp dụng tiền kỹ thuật số.
Động thái này diễn ra hơn 2 năm sau khi mà BOJ thực hiện bước đầu tiên trong việc tung ra thử nghiệm bằng chứng về khái niệm tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương vào tháng 10 năm 2020. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, hay còn được viết tắt là BOJ, đã khởi động giai đoạn đầu tiên vào tháng 4 năm 2021 để thử nghiệm các giao dịch cơ bản của tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương, bao gồm việc phát hành, thanh toán và chuyển nhượng. Một năm sau thì Nhật Bản bước vào giai đoạn 2 của dự án này và dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 3 năm 2023 để tiến hành các chức năng bổ sung của tiền kỹ thuật số Ngân hàng Trung ương liên quan đến hiệu suất lõi. Chương trình thử nghiệm sẽ ra mắt vào tháng 4 nhằm mục đích là kiểm tra tính khả thi về mặt kỹ thuật và thiết kế một hệ sinh thái cho tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương trong trường hợp có thể đưa vào thực tế. Giám đốc điều hành của BOJ là Ushida Shinichi cho biết trong bài phát biểu của mình. Quý vị hãy like và subscribe kênh YouTube của Pi Tree để cập nhật thêm nhiều thông tin thiết thực và thú vị về thị trường chứng khoán nhé!